bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Nhóm 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị cơ quan công an huyện Yên Thành, Nghệ An bắt giữ, khởi tố. Ngày 22 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến các tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, 4 bị can bị khởi tố gồm Phạm Xuân Thể, sinh năm 1972, Phạm Xuân Cầm, sinh năm 1994, Đặng Quang Quý, sinh năm 1971 và Phan Đình Đức, sinh năm 2001, cùng trú tại huyện Yên Thành. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 15 tháng 12, Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt giữ Phạm Xuân Thể và Phạm Xuân Cầm ở địa bàn xã Mỹ Thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.200 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm trên tại các xã Sơn Thành và Khánh Thành, huyện Yên Thành, cơ quan công an cũng đồng thời tiến hành bắt giữ lần lượt hai đối tượng Đặng Quang Quý và Phan Đình Đức. Thu giữ tang vật gồm 5,75 gram heroin cùng 68 viên ma túy tổng hợp. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 2.268 viên ma túy tổng hợp, 5,75 gram heroin. Được biết, cả 4 đối tượng trên đều nghiện ma túy nặng, trong đó Phạm Xuân Thể là đối tượng từng có tiền án liên quan đến tội danh ma túy và vừa ra tù cách đây 4 tháng. Hiện, công an các huyện Yên Thành đang đấu tranh, mở rộng chuyên án.